Một ngày quá nhiều những biến động của icon mà chúng ta trước tiên check qua một lượt chút về những icon sẽ xuất hiện trong Icon The Moment à. Balenci à? Có Balenci không ta? Icon cũ thì đa phần đều lên 2 chỉ số. Tuy nhiên thì nó sẽ có thêm vài sự thay đổi, nghĩa là có một vài cầu thủ sẽ được chỉnh sửa về 2 chân 5 năm. Ví dụ như là Steven Gerrard sẽ lên từ chân 3 năm đến chân 4 năm thì phải. Hugo Sanchez, Icon The Moment tôi thấy hình như là 2 chân 5 năm nữa cơ. Rồi bảo sao thì ngày hôm qua chúng ta đập Icon không nổi luôn. Robéo thì không có mặt trong dàn Icon The Moment, nhưng Robéo cũng sẽ được lên 2 chỉ số. Ôi, đội mình có con Icon nào không nhỉ? Ui, có mỗi Jairzinho à? Ha, Van Gogh à? Blanc à? Now, Sokase, Icon The Moment. Icon TM. Đây là quy đổi à? Wow. Đấy, em có thể nhìn thấy này. Cái này là không giao dịch được anh em. Cộng 5 hình như là lên Icon The Moment mà không giao dịch được. Úi giời. Ây da. Quầy lương 31, Icon màu đen, RM122, David Beckham. Dã man. Không giao dịch được. Đây là cộng 6 này, cộng 7, cộng 8 này. Chúng ta đều có thể quy đổi từ 6 đến 8 Icon lên Icon The Moment. Đấy, 6, 7, 8 này. À, cộng 6 TM coin để đổi Icon The Moment thì phải. Agenbox cho Icon cộng 3 thì phải. Đây là Icon cộng 5 Top Pack à? À, cái này thì từ Icon The Moment với cái phiếu này thì chúng ta có thể đưa Icon The Moment về một Icon bình thường cộng 5. Đây này, trông giống nhiều 1000SC. Các bạn nhìn có giống cái hiệu ứng mà thất bại thành công không? Đấy. Điểm Icon này anh em này. Chúng ta dùng cái điểm Icon này thành một cầu thủ Icon The Moment mà có thể giao dịch được. Đó. Đấy, từ con Icon mà anh em mình quy đổi từ cộng 5 lên thì phải có Icon TM coin để mà có thể chúng ta mang đi bán được. Đấy. Đổi từ Icon qua Icon TM mới, tỷ lệ 100% nếu đổi không cần vật phẩm. Ây da, này là anh em có thể giao dịch được này, bán được này. Ủa nhưng mà vậy thì có đập được lên không? Phôi đâu mà đập à? Wow. Uầy. Đây là Icon The Moment chỉ số cao nhất, đó là 124, Johan Cruyff. Vậy tôi nghĩ là Robéo với lại Zidane các thứ thì chỉ số của Icon The Moment cũng sẽ 124, hoặc có thể biết đâu bất ngờ bùng phát lên 125 thì sao. Đây nó có cái biểu tượng đây này. Đây là biểu tượng giao dịch được này. Này thì không thể đập thẻ này, không thể bán này này. Wow. Đây là lượng Icon token để cần để biến Icon Moment từ không bán được thành bán được à. Ui, Johan Cruyff 4670, Hugo Sanchez 3300. Ờ, đắt như thế sở dĩ là Hugo Sanchez 2 chân 5 năm. Hungary 4.300. Uầy, Rooney 4.000 cơ à. Thấp nhất ở đây chúng ta có thể thấy đó là cái tên David Trezeguet. Tôi thấy đa phần cầu thủ chỉ số 108 thì đều lên 121 này, 110 lên 122 này. Đấy, Eusebio 123, 111 đấy. Johan Cruyff 124 đấy. Robéo chắc sau anh em ạ. Chắc đôi béo sau. Đây là list thứ hai, cũng như anh em có thể nhìn qua về chỉ số các cầu thủ, những cái tên là sẽ xuất hiện trong Icon The Moment. Ferdinand có 1000 điểm thôi kìa. Uầy, thấp nhất là Nemanja Vidic với 790 điểm, rẻ đấy nhỉ. Zanukia Zambrota 119. Zambrota ban đầu là chỉ số 107 mà lại thấp hơn Vidic à. Vidic 107 lên 120. Michael Essien sẽ dùng 1001 điểm. Michael Essien 119 à, lên được 120. Thế mà Vidic lên được 120 ảo chứ. Nhưng mà bên dãy này mới gọi là kinh khủng nhỉ. Michael Ballack 3000 điểm.
Nhưng mà được cái thì có nỗ lực đến cùng này, hai chân 5 năm này. Đây là sự kiện giảm một nửa điểm để unlock à? Oh. David Beckham có tóc mới. Steven Gerrard, Wayne Rooney, Thierry Henry có thêm bộ râu, có phôi đập béo 8 đấy. Đấu đó. Uầy, này tôi chỉ nhìn đến nick của bác Xuân Anh gọi là đã này. Uầy, trông cháy nhở, mảnh trẻ thực sự. Nếu mà không có lên Iron Man Moment thì các bạn vẫn đã được lên 2 chỉ số rồi, muốn gì nữa. Bách không lên chân 5 năm, chân 4 năm của Bách thì thực ra cái chân 4 vẫn ZD vẫn ngon. Uầy, Ran Koeman tóc Hàn Quốc thế. Uầy, còn đây là hiệu ứng mở thẻ. Icon The Moment vẫn là đi vào đường hầm Brazil, RB Alberto. Ôi, nhìn không đẹp lắm nhở. Hề đẹp phải là mùa Hero 23. Mùa Hero 23 đẹp đứng đỉnh luôn ấy. Trời ơi, tâm này. Và đây là chỉ số chi tiết các cầu thủ cũng như chỉ số ẩn các anh em có thể nhìn qua. Đứng lên một bài post ở trên fanpage rồi. Đây là cầu thủ chỉ số cao nhất game thời điểm sắp tới, 124, Johan Cruyff với 2 chân 5 năm. Chỉ số ẩn tinh tế, kiến tạo, sút tầm ra ngoài, thánh chuyển bóng, bấm bóng, qua người. Không có ma tốc độ, không có sút xoáy. Chỉ số khá là đều. Đây rồi, chúng ta cùng xem qua chỉ số của Icon The Moment nào. Chúng ta xem Beckham đầu tiên đi. Rồi, tốc độ 118, tăng tốc 119, chân là 45, 4 sao. Lực sút 127. Chỉ số cao nhất của Beckham là 130 với tạt bóng, sút xoáy và đá phạt. Dứt điểm của Beckham là 117. Tiếp. Henry thì tôi tò mò về cái tốc độ của Thierry Henry 2 chân 5 năm. Tốc độ của Henry là 130 và tăng tốc là 129. Chỉ số cao nhất của Henry là 130, bao gồm tốc độ, sút xoáy, khéo léo và bình tĩnh. Chúng ta có thể thấy là chỉ số kèm người lấy bóng, cắt bóng và sạc bóng của Henry cũng lên khá là ổn. Quyết đoán hơi thấp. Chân 5 năm ạ. Ông nào mà có quả Henry cục 5 mà update lên thì đã cũng đủ gọi là cháy sườn đấy nhỉ. Ôi, tôi thử vài chút trong in game xem là Henry có thể mua được không nào. Ôi ôi, cháy rồi, lên cộng 5. Rồi, cơn bão Icon đang đến rồi. Johan Cruyff thì có đúng một chỉ số 130, đó là bình tĩnh. Còn lại khá là đều. Tốc độ tăng tốc 126, 129, dứt điểm 124. Trông Johan Cruyff kiểu đều nhỉ, 2 chân 5 năm. Trời ơi, chỉ số cao quá. Cấp 5 là 130. Eusebio nè. Ê, Michael Ballack và Hugo Sanchez. Eusebio 2 chân 5 năm. Tốc độ tăng tốc 128, dứt điểm 128. Chỉ số cao nhất là 130, khéo léo, tinh tế, ma tốc độ, sút xa, kiến tạo, cũng có sút xoáy. Đấy. Lương 30 chỉ sử dụng một kèo thôi. Lên mấy lương mà Michael Ballack. Đây rồi, một siêu nhân trên hàng tiền vệ. CM 121, 2 chân 5 năm. Tốc độ tăng tốc của Ballack không cần là quá nhiều. Sút xa 128 này, lấy bóng 120 này, thể lực 125 này, quyết đoán 126, bình tĩnh 126 này. Ballack 2 chân 5 năm với bộ là bộ chỉ số ẩn quá đỉnh của tiền vệ rồi. Nỗ lực đến cùng, thánh chuyển bóng, sút tản áo ngoài, kiến tạo, chuyền dài, sút xa. Hugo Sanchez được nâng cấp lên 2 chân 5 năm, một option cực kỳ mới cho anh em đá Real Madrid. Đấy, tốc độ tăng tốc 127, sức mạnh hơi thấp một chút, 109. Điểm 128, sút xoáy 125. Tầm nhìn thấp này, chuyền ngắn thấp này, tạt bóng thấp này, nhiều đã cắm. Siêu cắm rồi. Ok, tiếp là chúng ta sẽ đến với một chút tuyển Anh đi, Rooney, chỉ số rất là đều, cứng như thép. Sút xoáy, sút ra, bấm bóng, tranh cãi, chuyền dài, sút tạt bóng ngoài, không có thánh chuyền bóng nhỉ. Nên để đá CF có cái thánh chuyền bóng cũng ok la ấy chứ. Sức mạnh 124, dứt điểm 127, với sút 128, sút xa vô lê 127, penalty 127, ui đều nhỉ. Sút xoáy của Rooney là 130. Đá phạt 100. Đi đá phạt 130 á. Frank Lampard 2 chân 5 năm.
Khánh chuyển bóng rút xa kiến tạo chuyền dài cứng như thép ở tốc độ của Lampard 116, tăng tốc 117. Độ cao nhất của Lampard là 129. Đấy. Ừ, trong Lampard hơi hiểu. Gerrard thì sao nhỉ? Thì ra hai chân 55. Đấy. Nỗ lực đến cùng. Khánh chuyển bóng, bấm bóng rút xa kiến tạo chuyền dài rút xoáy. Trông Gerrard có vẻ sáng này. Đều. Rio Ferdinand 3 năm đánh đầu mạnh siêu cẩn phá, không có cứng như thép, cũng trông cũng chẳng khác gì mùa back to back của tám mà tôi đang xài á. Tốc độ của Ferdinand rất là cao với tốc độ 123. Tăng tốc thì hơi hiu 118. Ủa dứt điểm 106. Cắt bóng 123, quyết đoán 124. Cái gì mà dứt điểm nó cũng cao ấy nhỉ. Nemanja Vidic tốc độ 120. Khá là đều. Dứt điểm 106 cao vậy. Ravidic thì lên đá được cả CDM mà ST 110. Trời ơi. Quá khủng khiếp, đá phạt đá tư. Ôi sao trông chỉ số Vidic ngon vậy ta. Uầy, cái này phải đưa Vidic cộng 6 về ấy. Này các bạn có thể nhìn chỉ số ẩn của Nemanja Vidic, có xoạc bóng đánh đầu mạnh, nỗ lực đến cùng và siêu cẩn phá. Thiếu đúng cái cứng như thép là đủ option luôn. Dã man này. Bộ đôi tiền đạo mới em mua hả? Ôi thôi xong rồi, hôm nọ bán Vidic vội quá rồi, bây giờ làm gì còn hàng mà mua đây. Rồi, nói chung là icon đa phần đều là thế. Trời ơi, 111 cộng 8 cơ à. Dã man thế nhờ, 126. Dã man à, thấy cái kèo Robin Van Persie bây giờ là thuộc về Nick Bắc Ken Hiếu, giờ dã man rồi đấy. Hết rồi đây. SCN 109 này, Soi Campbell 108 này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thông tin của icon cũ đi. Icon thường hầu hết là lên 2 chỉ số, trừ những icon limit thôi thì phải. Hầu như là tăng hết 2 thôi. Hãy như nhau, lương đều tăng 1 này. Steven Gerrard 110, Cannavaro 111. Đây. OVR cộng 2, OVR cộng 2, OVR 2, lương 1 này. Đấy. Áo icon sắp tới đây. Garincha, Ronaldinho, Gullit lên 113. Pirlo, Henry, Rijkaard, Eusebio, Didier Drogba, Kaká. Thế bảo Kaká búp kinh lắm. Chabuncun 111, kinh Aric 112 này. Zola, Petit. Uầy, ECN sắp tới là cháy nhờ. Yassin đấy, lướt qua Yassin một chút thì các bạn có thể thấy là Yassin vẫn 111. Limit thì không được cộng. Như thế là chúng ta đã soi xong icon The Moment. Thật khủng khiếp. Bây giờ chúng ta cùng đến với sự trở lại của Chiu. Cái Chiu trở lại. Ok, sao lại Chiu lại không có thù bán với ai này, còn cái gì ai ăn rùa này. Rồi. Ồ, ECN à, ECN là phải lên 6 này. Chiu đi à, Beckham lên 5 à. Ôi, đúng rồi, 479 là những con số không thể dừng lại ở đây. Toni Kroos cộng 7 à? Nâng cấp huyền thoại à? Hôm nay là phải lấy nhiều icon đây rồi, icon này. Tranh thử. Bảo sao qua đợt thẻ không lên thì ra là có can thiệp. Hôm nay có icon giờ mà mình. Thì ra là như vậy. Wow. Icon đi. Mai chủ đề của chúng ta đang là icon mà. Hai gói icon Germany và Brazil. Brazil icon The Moment. Chúng ta có Rivaldo này, Carlos Alberto này. Đức thì mày có Michael Ballack. Uầy, ngon nhất bây giờ ra được Michael Ballack nhỉ. Chơi Ballack please. Lửa Brazil à. LB Roberto Carlos. Nhưng với gói này, Ra Carlos là thành công rồi. Ghê chứ, sắp tới thì Roberto Carlos sẽ lên 2 chỉ số nữa. Lương sẽ là 26. Băm! To và dài à? Hả? Closer! Chẳng nào, icon chỉ định 30. Johan Cruyff có rồi thì thôi. Cho thêm kèo Steven Gerrard đi thì sao?
Steven Gerrard. Gerrard tôi thấy hợp lý nha. Ok, chơi Icon. Liệu chúng ta có dính được một kèo Icon The Moment không? Tây Ban Nha CM Xabi Alonso à? Xabi Alonso sắp tới sẽ lên 111, nhưng không có tên trong danh sách Icon The Moment sắp tới. Được chưa? Bây giờ đập Xabi Alonso lên 3 là bán được 70 tỷ. Vừa tính ta kèo này 70 tỷ đấy. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ vào một kèo back to back đi. Mở một gói. Ê, đây rồi. Ý ST Ý à? Balotelli. Ôi, ST của Ý cái mùa back to back này sao nó kỳ kỳ ta. Balotelli 116 à? Ai, nhìn cái dạo này drama của Vinicius, mình lại nhớ về Balotelli. Mạnh mẽ như Balotelli. Yo. Lửa. Edin Dzeko à? Ố, có 93 mà nó ra tận 116 à? Được cái chứ. Trời. Hamsik à? Handanovic. 117. Uầy, hôm nay cảm giác thích mở Icon hơn á. Ý à? Lờ đúc Ý à? Insigne. Bernadetti. Tiếp. Yo. Mose Sanchez. Bố anh không biết em là ai luôn ấy. Này giấu tên thì biết làm sao được. Em là ảo thuật đấy. Mở. Cáp. Úi dồi. 120. Đây. Wow, siêu phơi cho Tony Cruz đây rồi. Được. Được rồi nó chứ. Bay người 123, phản xạ 125. Buổi là ba buổi đá hay lắm. Tôi cho lên đá cả cam cơ mà. Nào. Chơi. Có lửa. Tây Ban Nha S. Wow, Tây Ban Nha ST của Tây Ban Nha quá hay. Ôi, Morata hai kèo 116 với 117 ạ. Một siêu tiền đạo, một thần thụ của Real Madrid, Chelsea, Inter, Juve. Như thế để quán cáp phải ra chỉ số to xíu. Mở. Argen. Ui, Zanetti 120 nữa này. Sao toàn ra phôi nhỉ. Toàn kéo 120 thôi. Ôi trời ơi. Chủ ác nhá, ok em chill nhá. Để anh chiều em chill. Ủa thế mình kẹt.
Trời David Beckham. Nghe nói có bạn gì hôm qua đập mic không lên á. Ơi giời, bạn hot to lắm. Bạn gáy với chúng tôi. Bạn này lớp này như này là dở rồi. Uầy, nào bây giờ sút đã thế này rồi thì nào ai cần dơ một mình nó sẽ như thế nào?